Hey, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ chuẩn bị ba cái quả cà chua nè mấy bạn. Thì với những cái quả cà chua này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái con thiên nga để mình trang trí lên cái dĩa thực phẩm của mình ha. Thì có rất là nhiều cách để mình trang trí. Thì video của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách mà trang trí một cách đơn giản nhất cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình dao nha. Mấy bạn dùng dao bén thiệt là bén á, thì mình cắt, mình trang trí mới đẹp nha các bạn. Còn dao lục á, thì mình cắt á, nó không có ngọt á, nên là nhìn cái đường cắt của mình không có đẹp ha. Rồi thì bây giờ với ba trái cà chua, mình lựa một cái trái mà nó cân đối nhất và mình dùng con dao lớn này để mình cắt nha. Rồi mấy bạn cắt cho mình một cái lát mỏng để khi mà mình làm để nằm xuống đó mấy bạn, để cho nó cân bằng cái trái cà chua ha. Đó, như thế này mình cắt như vậy nha các bạn. Mình lựa cái phần nào mà nó méo á thì mình cắt, mình dạt đi ha, cho nó chừa những cái phần cân đối lại. Bước tiếp theo á thì mình sẽ dùng một cái con dao nhỏ nè, mình sẽ cắt một cái đường, mình chừa một cái đường ở giữa ha. Bây giờ thì mấy bạn sẽ tập trung nhìn theo cái cách mình làm nha, chứ nhiều khi mình không có chuyên về cắt tỉa nên là mình cũng không biết là gọi cho đúng là các cái thao tác nó như thế nào, nhưng mà mình chỉ làm thôi và mấy bạn theo dõi ha. Đó, nhưng mà mình chỉ biết là cắt hai bên cho nó đều nhau á mấy bạn. Cắt ra hai miếng lìa luôn nha. Đây mình sắp cắt được một miếng rồi nè mấy bạn. Dao mình bữa giờ mình cắt á, bây giờ nó cũng hơi lục rồi, nhưng bữa nào mình mài lại nữa một lần nữa. Rồi đây mình lấy ra được một miếng. Rồi bên kia thì mấy bạn cũng cắt tương tự như vậy và chừa một cái đường ở giữa ha. Chừa một cái đường ở giữa. Ở đây là mình làm hai cái cánh đó mấy bạn. Mình tỉa hai cái cánh của nó. Bước tiếp theo thì mình sẽ dùng con dao để mình tỉa thành những cái miếng nhỏ nha các bạn. Mình tỉa thành 3 miếng nha. Cái bước này mấy bạn phải khéo nha, nếu không thì nó sẽ đứt lìa luôn á. Đó, do là cái miếng của mình nó hơi nhỏ nên là mình phải khéo léo. Các bạn làm cái này thì mình chỉ từ từ thôi, mình làm để giải trí mà, nên là không cần gấp nha. Cứ từ từ và mình làm mình cảm thấy vui là được ha các bạn ha, chứ không có cần gấp lắm. Thì hiện tại những cái video mà mấy bạn coi á, đa phần á là mình quay vào buổi tối mấy bạn, tối đâu có ra vườn quay ra trồng rau được, nên là mình nghĩ ra một cách, đó là mình sẽ quay những cái video về trang trí như thế này để thứ nhất á là cái kênh của mình nó không có bị thụ động á các bạn, nó vẫn được đề xuất của YouTube ha. Còn thứ hai nữa là các cái anh chị đã ủng hộ kênh mình từ trước á thì có cái để mà xem mình quay, cũng giống như là có một số anh chị nhắn tin kêu ra video đi
ha, hỏi thời gian này mình làm gì á mà sao không thấy ra video. Khi nhận được những cái tin nhắn như vậy á mấy bạn, mình rất là vui và mình có thêm động lực để mình làm á mấy bạn. Nên là mình cố gắng mình tranh thủ mình sắp xếp thời gian ha. Rồi trở vào vấn đề chính thì mình đã làm xong cái phần thân của con thiên nga rồi nè các bạn ha. Nó có hình như thế này, hai bên đối xứng nhau ha, mấy bạn làm cho đều thì nó sẽ đẹp nha. Rồi mấy bạn dùng một trái cà chua thứ hai, sau đó thì mấy bạn chẻ ra, chẻ ra làm đôi và chừa một cái phần ở chính giữa nha các bạn, chừa tầm độ 0,8 cm, gần 1 cm á, tại vì mình phải cân đối với cái thân lúc nãy mình chừa đó. Nên là bây giờ mình sẽ làm cổ và đầu của con thiên nga nha. Đó, mình sẽ dùng con dao nhỏ để mình tỉa cái miệng của con thiên nga luôn ha. Mấy bạn thấy cách làm của mình đơn giản không? Rất là đơn giản đúng không các bạn? Mình nghĩ là mấy bạn coi video mà mấy bạn coi một lần mấy bạn làm chưa được thì mấy bạn có thể làm xem 2 lần 3 lần là mình làm được à. Mình nghĩ cái này sẽ dễ với mọi người á, sẽ không có khó đâu ha. Nên là nếu mà có rảnh thì mấy bạn có thể làm chơi ha, hoặc là khi mà nhà mình có đám tiệc gì đó, hoặc là khách có khách lại thì mình có thể là trang trí ha, nó làm cho cái món ăn của mình nó thêm hấp dẫn hơn á mấy bạn. Giống như ở trong những cái nhà hàng lớn á, thì người ta sẽ mướn thuê những cái người mà gọi là decor nè, về để mà người ta trang trí như thế này ha. Đây mình sẽ gắn vô nha các bạn, mình gắn vô thử xem là nó có cân đối với cái thân chưa ha. Đây, đó. Rồi thì nhưng mà cái này mình thấy nó hơi bị ngộ ngộ rồi nè, nó không có cái gì đó nó sai sai á. Rồi mình sẽ cắt một khúc ha các bạn, tại vì nó hơi dài, cái cổ này nó hơi dài. Bước tiếp theo á là mình sẽ dùng 2 cái hạt tiêu nha các bạn, rồi dùng 2 cái hạt tiêu màu đen ha. Đây 2 hạt tiêu, rồi mình sẽ ráp nó vô cho nó đều nha, để thôi nó bị so le trong nha các bạn. Đó, mình ráp nó vô. Rồi con bên kia thì mình làm đối xứng với nó ha. Đây, mình sắp hoàn thành rồi nè mấy bạn. Đó, tới bước này rồi ha. Rồi thì bây giờ mình làm cho nó một cái đuôi nữa đi ha mấy bạn. Vậy thì nhìn giống con vịt hơn á, nhưng mà mình làm cho nó một cái đuôi đi ha. Rồi bây giờ thì mình lấy cái lát mà ban đầu mình cắt á mấy bạn, mình cắt ở dưới cái đế á mấy bạn, nhớ lúc đầu mình có cắt một miếng để mình nói mình tạo cân bằng cho nó không. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm một cái hình tròn ha, cho nó cân đối một xíu. Rồi mình sẽ tỉa cái hình zig zag, rồi mình sẽ ráp vô, mình làm đuôi cho nó nha. Đây, mình tỉa thành cái hình như thế này nha các bạn. Rồi sau đó thì mình cũng dùng tăm ha, tăm tre để mình ghim vô cái phần đuôi đó. Khi mà mấy bạn làm á thì mình lỡ tay mình đụng vô cái cánh nó không có đều á thì mình chỉnh lại cho đều chứ không sao ha. Tại vì cái này mình làm nó rời mà. Đó, sau đó thì mình gắn vô. Đây ten 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 tèn. Thế là mình được một cái con thiên nga nha các bạn.
Cái này á, thì mấy bạn làm hai con, hai con nó sẽ đẹp hơn, xứng đôi nha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến thời điểm này nha. Mến chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và luôn hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Nếu các bạn có thực hiện thử thì chúc các bạn thực hiện thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.